nhập lo lẻ, model là Onco D-052A. Lo của dàn mini Onco, bát là 13 cm, trip dome. Chiều cao của lo là 27 cm, chiều ngang cả hai lo là 32 cm. Găng cao su thì 100% cái mẫu 052A là một hết, nên em đã thay cái găng mới rồi nha. Cặp lo này công suất là 140W trên cặp lo, tức là 70W một thùng. Cặp loa này mình có thể ghép với âm ly mini cũng được, ghép với âm ly xây trung cũng được. Công suất âm ly thì từ 100W đảo về giúp em. Cặp loa này sử dụng tốt cho phòng 30-35m², hàng nội địa Nhật. Thùng rất là nặng, lo thì khỏi bàn cãi về chất lượng đi. Lúc nào cũng vậy, cái củ lo, củ từ của cái lo bát rất là nặng, xịn sò, chất lượng nó to, cái dạo củ nó to hơn rất là nhiều. Mà khi mình tháo củ ra mình sẽ thấy nó khác hẳn so với những model thương hiệu khác cùng phân khúc. Bass 13 cm tương đối khá lớn để mình nghe nhạc. Thì em vừa test một đoạn nhạc remix cho mình xem. Sẵn đây em test luôn một đoạn nhạc vàng cho các anh tham khảo, rồi em sẽ quay mặt sau nha. Mình sẽ nghe một bài nhạc vàng của Như Quỳnh và Trường Vũ. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip test nha. Mua hàng có liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.